tiểu cầu hạ thấp, gây rối loạn đông máu dẫn đến chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da là dấu hiệu cảnh báo mà thanh niên này gặp phải. Chị gái của bệnh nhân cũng phát hiện bệnh ngay sau đó và cùng vào trung tâm nhiệt đới của bệnh viện Bạch Mai điều trị. Cô gái trẻ còn bị rong huyết, men gan tăng. Em sốt ngày thứ tư là đã xuất huyết rồi, nhưng mà ngày thứ năm thì mới là nhập viện ạ. Ở nhà em thì cũng có mũi ạ, nhưng không thích nằm màn. Bây giờ thì chắc là lúc nào cũng phải mắc màn. Bệnh nhân ngoài 60 tuổi này thì lại mắc sốt xuất huyết theo cơ chế bị thoát huyết tương ra khỏi lòng mạch, dẫn đến cô đặc máu, gây tụt huyết áp. Đây là dấu hiệu nguy hiểm, có nguy cơ gây sốc, ngay cả khi chưa có dấu hiệu xuất huyết. Ngay từ đầu tháng 5 thì chúng tôi đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với các cái dấu hiệu như là có chảy máu, tiểu cầu hạ dưới 10, biểu hiện cô đặc máu, hematocrit tăng, nhiều trường hợp đã đi vào sốc. Đây là những cái điều bất thường. Hiện chu kỳ bùng phát sốt xuất huyết 4 đến 5 năm lặp lại như trước đây đã bị phá vỡ do sự biến động của thời tiết. Càng nắng nóng, số ca sốt xuất huyết càng tăng. Khi thời tiết nắng lên như thế này, mũi sốt xuất huyết sẽ có cơ hội sinh sản nhiều hơn, thì mật độ mũi sẽ cao hơn, khả năng tiếp xúc giữa mũi và con người nó sẽ gần nhau hơn và dễ tiếp xúc hơn, và như vậy chỉ cần có cái tác nhân sốt xuất huyết thì khả năng gây bùng dịch rất là lớn. Sử dụng hóa chất diệt côn trùng nó chỉ phục vụ khi có ổ dịch thôi. Hóa chất nó tác dụng trong khoảng cứ 1 cho đến 2 tiếng và sau đó thì nếu vẫn có những cái ổ bọ gậy thì vô hình chung thì trong vòng 1-2 tiếng sau và hoặc ngày hôm sau thì mũi vẫn nở thành bình thường và nó vẫn tốt bình thường. Như vậy, nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát là quanh năm. Cùng với ngành y tế thì giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn phụ thuộc vào mỗi người dân, mỗi hộ gia đình.